Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến quý anh chị một cái chương trình airdrop đến từ cái dự án Mobula. Chúng ta sẽ tham gia điểm danh hàng ngày để nhận được cái token MOBL. Mobula này là một cái trang web chuyên cung cấp các cái thông tin về tất cả các cái đồng coin, giống như là coin market cap để các anh chị. Và đây là cũng là một cái sàn phí tập trung luôn. Hiện tại thì Mobula đang cho chúng ta nhận cái đồng MOBL này miễn phí. Sau này cái đồng này nó list sang thì các anh chị có thể giao dịch ở được ở trên cái sàn này luôn. Đối với cái chương trình airdrop này thì các anh chị điểm danh hàng ngày, các anh chị nhận được cái đồng MOBL và các anh chị có thể rút luôn được về ví MetaMask của các anh chị. Để tham gia cái chương trình airdrop này thì các anh chị cần chuẩn bị cho em thứ nhất là một cái ví MetaMask. Cái ví MetaMask này thì các anh chị thêm cái mạng Polygon Matic vào nha. Để thêm mạng Polygon thì các anh chị click vào ở đây này, click ở trên cái mục này. Đấy. Ở đây là do em đã có thêm cái mạng Polygon Mainnet rồi. Còn đối với anh chị nào mà chưa thêm thì các anh chị click vào chữ Add Network ở đây. Cái mạng Polygon nó sẽ xuất hiện ở trong này. Các anh chị click vào nha. Ví dụ ở đây em sẽ thêm cái mạng Avalanche Mainnet Chain ở đây. Em sẽ click vào chữ Add này để thêm vào. Đấy. Các anh chị nhấn vào chữ Approve ở đây là các anh chị sẽ thêm được cái mạng này vào cái ví MetaMask nha. Các anh chị cũng làm tương tự như thế đối với cái mạng Polygon nha. Rồi bây giờ em sẽ nhận chỉ sensor để quay lại. Cái thứ hai đó là các anh chị cần chuẩn bị cho em một ít Matic để các anh chị thực hiện cái lần swap. Bây giờ em sẽ hướng dẫn các anh chị nhận cái token MOBL này. Đầu tiên các anh chị click vào cái đường link em để ở bên dưới phần mô tả của video đấy. Nó sẽ đưa các anh chị đến giao dịch như thế này. Các anh chị click vào cho em 3 chấm ở bên góc phải màn hình. Các anh chị chọn mở trong trình duyệt. Rồi bây giờ các anh chị click vào cho em chữ My Wallet ở đây. Các anh chị nhấn vào chữ Wallet Connect ở đây. Các anh chị nhấn vào chữ Connect ở đây. Rồi bây giờ các anh chị chọn chữ MetaMask. Các anh chị nhấn vào chữ Kết nối ở đây. Mobula.fi muốn gửi thông báo cho bạn. Các anh chị nhấn chữ cho phép. Rồi bây giờ các anh chị click vào cho em cái hình hộp quà ở đây. Ở đây thì chúng ta làm nhiệm vụ điểm danh mỗi ngày để các anh chị nhận được cái token MOBL này nhé. Các anh chị click vào ở đây. Đây, như thế là các anh chị đã claim thành công cái ngày đầu tiên. Để nhận được cái token này về ví thì các anh chị phải thực hiện cho em cái lần một cái lần swap ở trên cái sàn này. Các anh chị chọn Mobula Dash ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái lần swap cái đồng Matic này sang cái một cái đồng khác nha. Ở đây trong ví em có 0.248 cái đồng Matic này. Bây giờ em sẽ thực hiện swap sang một cái token. Anh chị thích swap sang cái token nào thì các anh chị chọn cái token. Ở đây em sẽ thực hiện swap sang cái USDT. Đấy. Ở đây trong ví của em có 0.248 cái đồng Matic này. Các anh chị có thể chọn mắt nha. Ở đây em sẽ giảm lưới con 0.1 cái đồng Matic này để con trừ lại sau này mà làm cái việc khác đấy. Rồi các anh chị nhấn qua chữ swap nha. Các anh chị chọn chữ MetaMask ở đây. Các anh chị kéo lên. Các anh chị nhấn vào chữ xác nhận ở đây. Rồi như thế là đã swap. Rồi. Như thế là chúng ta đã swap sang cái đồng USDT thành công rồi. Bây giờ các anh chị vào lại cho em kiếm một hộp quà ở đây. Các anh chị kéo xuống đây nha. Các anh chị nhìn thấy ở đây có 10 cái đồng MOBL ở đây này. Nhưng mà để có liếm được 10 MOBL này thì các anh chị phải liên kết cái tài khoản của các anh chị với cái Telegram của các anh chị đấy. Để liên kết thì các anh chị vào cho em ba gạch ở đây. Các anh chị chọn Profile. Các anh chị kéo xuống. Bây giờ người ta yêu cầu các anh chị là điền cái username của Telegram đấy. Đây. Để lại cái username Telegram thì các anh chị vào cho em cái Telegram. Các anh chị mở Telegram các anh chị lên nha. Các anh chị vào ba gạch. Các anh chị chọn setting ở đây. Các
Các anh chị sẽ thấy cái username của chúng ta có chữ a công ở đây này. Các anh chị sao chép cái username này nha. Các anh chị dám vào đây. Các anh chị nhấn qua chữ save ở đây. Đây, như thế là chúng ta đã cập nhật cái profile thành công rồi. Khi các anh chị liên kết cái username của các anh chị vào đây thì các anh chị đợi một lát nha. Sẽ có một cái đường link như thế này nổi lên. Và có một cái mã code như thế này. Các anh chị sao chép cái dòng code này nha. Các anh chị click vào cái đường link bot này cũng được. Các anh chị mở Telegram của các anh chị lên. Các anh chị nhấn vào chữ start ở đây. Như thế là chúng ta đã xác nhận cái tài khoản Authent thành công rồi. Các anh chị quay trở lại. Bây giờ các anh chị vào cho em cái mục hộp quà lại. Các anh chị nhìn thấy ở dưới này nó có 10 MOBL. Các anh chị nhấn vào chữ claim ở đây nhé. Đây, như thế là chúng ta đã claim thành công. Bây giờ em sẽ hướng dẫn các anh chị thêm cái contract MOBL này vào cái ví MetaMask của các anh chị. Các anh chị mở ví MetaMask của các anh chị lên nhá. Ở đây nó có một cái thông báo này. Có một token các anh chị click vào. Các anh chị nhấn vào chữ import ở đây. Đây là cái đồng USDT mà lúc nãy em đã swap đấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ thêm cái token MOBL vào đây nha. Các anh chị nhấn vào chữ nhập token ở đây. Để thêm cái token này vào ví thì các anh chị nhấn vào chữ nhập token ở đây. Các anh chị chọn sang cho em cái mục token tùy chỉnh ở đây. Các anh chị dán cái địa chỉ contract các anh chị sao chép ở dưới phần mô tả của video đây nhé. Các anh chị sao chép về contract các anh chị ạ. Các anh chị sao chép cái contract các anh chị giảm vào đây nha. Các anh chị sao chép cái contract của MOBL này các anh chị giảm vào đây. Các anh chị cứ click nhẹ vào cái biểu tượng token ở đây thì nó sẽ xuất hiện lên cái mã thông báo MOBL cho các anh chị. Các anh chị nhấn vào chữ nhập. Đấy, như thế là các anh chị đã nhận được thành công 10 MOBL. Hàng ngày thì các anh chị đăng nhập vào cái một hộp quà này, các anh chị điểm danh để các anh chị nhận cái token MOBL này nha các anh chị. Để lấy link đi mời bạn bè thì các anh chị click vào cái đường link truyền tải ở đây. Các anh chị sao chép các anh chị gửi cho bạn bè của các anh chị nha. Mỗi người bạn đăng ký dưới đường link của các anh chị thì các anh chị sẽ nhận được thêm 25 MOBL. Các anh chị click vào ba chấm ở đây. Các anh chị click vào chữ thêm vào màn hình chính. Để các anh chị thêm ra ngoài màn hình đấy. Thêm. Hàng ngày các anh chị chỉ cần click vào cái biểu tượng Mobula ở ngoài màn hình đó. Các anh chị vào đây để các anh chị điểm danh nha. Để các anh chị nhận cái token MOBL đấy hàng ngày. Rồi bây giờ em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Sau này bên dự án có thêm cái cập nhật gì thì em sẽ cập nhật để các anh chị sau nha.